Âm thầm đặt bát muối ở vị trí này, gia chủ tài lộc vượng phát, tiền tiêu ba đời không hết. Phong thủy giàu sang xin kính chào quý vị khán giả. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúc quý vị dồi dào sức khỏe, gói chọn lộc tài, thắt chặt phú quý và đồng đầy hạnh phúc. Quý vị thân mến, không một nhà nào là không có muối, loại gia vị thiết yếu làm nên hương vị đậm đà của các món ăn. Không chỉ vậy, muối còn được phát huy tác dụng vô cùng hiệu nghiệm khi được dùng trong làm đẹp, vệ sinh nhà. Nhưng bạn có biết thứ gia vị bình dân và rẻ tiền này còn có công dụng về mặt phong thủy nữa không? Theo đó, các chuyên gia phong thủy tiết lộ, đặt muối ở vị trí này trong nhà, vận khí xấu tự nhiên bay biến, tiền bạc sẽ đổ về như nước lũ, sự nghiệp thăng tiến chẳng ngừng. Cụ thể đó là những vị trí nào? Mời quý vị cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước tiên chúng ta cùng đi tìm hiểu qua về công dụng của muối trong phong thủy. Trong nhiều nền văn hóa cổ đại, bao gồm cả Việt Nam, Trung Quốc, muối được xem là có tính chất làm sạch. Từ lâu chúng đã được sử dụng trong các nghi lễ tẩy rửa và liệu pháp thanh lọc cơ thể. Muối có thể hấp thụ năng lượng thấp và tiêu cực, xua đuổi những loại khí xấu, đồng thời mang đến nguồn năng lượng tích cực cho không gian sống. Trong phong thủy, tinh thể muối kết hợp với nước càng làm gia tăng tác dụng. Thêm vào đó, những đồng tiền kim loại được đặt trong bát muối sẽ tạo nên các phản ứng giúp tẩy rửa và tiêu tán năng lượng tiêu cực. Bởi vậy, dùng muối để hóa giải những nguồn năng lượng tiêu cực trong gia đình là một vũ khí phong thủy hữu hiệu từ nghìn đời nay. Dùng muối để hóa giải như thế nào? Đâu là vị trí đặt muối giúp xua đuổi tà khí, đem lại may mắn? Thứ nhất, rắc muối ở quanh nhà để xua đuổi tà khí. Có thể đã dùng muối trong rất nhiều công việc khác nhau, nhưng chắc chắn bạn chưa hề nghĩ tới việc rắc muối quanh nhà. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng trên thực tế, việc rắc muối quanh nhà mang lại nhiều lợi ích mà bạn không thể ngờ đến. Đặc biệt, cách làm rất đơn giản. Trước tiên nên chọn mua loại muối bán theo ký để tiết kiệm chi phí hơn. Sau đó, bạn chỉ cần tìm đường đi của kiến rồi rắc muối lên đó. Khi gặp muối, kiến sẽ chùng chân chuyển hướng không vào nhà nữa. Bạn cũng có thể chủ động phòng ngừa trước bằng cách rắc sẵn muối quanh nhà hoặc ở các bệ cửa để kiến không vào được. Cũng theo phong thủy, muối có khả năng hấp thụ năng lượng tiêu cực, mang đến nguồn năng lượng tích cực, tinh khiết cho con người cũng như cho không gian sống. Bởi vậy, cách đuổi kiến và mối, việc rắc muối trong nhà, đặc biệt là ở các góc và trong phòng, rồi quét sạch đi. Khi chúng ta chuyển đến nhà mới, còn có thể giúp hấp thu những năng lượng không tốt tồn đọng trong nhà từ trước, giúp không khí được thanh lọc, trong lành hơn. Thêm vào đó, rải muối xung quanh phía ngoài ngôi nhà hoặc cửa ra vào sẽ giúp ngăn chặn nguồn năng lượng tiêu cực và làm sạch luồng không khí vào nhà bạn. Rải một ít muối trên sàn nhà vào buổi tối và quét đi vào sáng hôm sau, muối sẽ giúp xua đuổi quỷ dữ tránh xa gia đình bạn. Thứ hai, đặt bát muối ở cung tài lộc để mong sung túc. Nhiều nhà giàu thường hay đặt bát muối ở góc nhà, cung tài lộc, hướng đông nam, để mong muốn giàu có. Bạn cũng có thể làm theo cách này hoặc đặt bát muối ở cung gia đạo, hướng đông, nếu muốn cải thiện sức khỏe. Thay muối 2 tháng một lần. Thứ ba, đặt bát muối ở những nơi tiếp xúc với không khí để xua tà khí cho cả năm. Chuẩn bị một bát nước muối phong thủy đầu tiên, cho muối vào đầy 3/4 bát hoặc ly thủy tinh, rồi đặt 6 đồng xu xếp theo hình vòng tròn vào bát. Chú ý đặt trên mặt muối và mặt dương của xu ngửa lên trên, sau đó bạn đổ nước đầy đến miệng bát. Đặt bát muối lên một miếng vải lót và không đậy bất kỳ thứ gì lên trên miệng bát. Bạn nên đặt bát ở những nơi tiếp xúc với không khí, tránh những không gian kín như tủ, chạn bát. Bát muối sau một thời gian sẽ xuất hiện phản ứng, muối có hiện tượng kết tủa, tràn ra ngoài miệng bát. Do đó,
Nếu e ngại vấn đề thẩm mỹ, bạn có thể để bát muối ở góc khuất hoặc đằng sau vật nào đó như ghế sofa, màn hình tivi, cây. Trong vòng 1 năm để yên bát muối tại một vị trí không xê dịch, nếu không năng lượng tiêu cực đã tích tụ sẽ tan vỡ. Thứ tư, đặt muối và đồng xu trong ví tiền giúp chiêu đón tài lộc. Các chuyên gia phong thủy cũng khẳng định, khi đặt muối và đồng xu vào ví, muối sẽ ăn mòn kim loại. Quá trình chuyển hóa này diễn ra điện tích và năng lượng khiến chiếc ví bỗng trở thành hũ chiêu tài. Thế nên, con đường tài vận của bạn hanh thông, thuận lợi bất ngờ. Đặc biệt với những người mệnh mộc, việc bỏ muối trắng hoặc nước trắng kim vào ví, theo thuyết tương sinh, đây là cách làm giúp dưỡng mệnh rất tốt. Khi ấy, tiền tài may mắn sẽ tự chui vào ví của bạn. Thường mọi người chọn cách mang theo muối nhiều hơn vì nước khi làm khô lại dạng cao sẽ mất tác động. Các bạn có thể lấy một tờ giấy bạc, rồi sau đó bạn gói một ít muối và cho vào bất cứ ngăn nào của ví. Như vậy bạn đã mang trong mình lá bùa cầu tài lộc cho mình vô cùng hiệu quả. Thứ năm, dùng đĩa chanh muối để thay đổi tài vận. Nếu bạn muốn hút sạch năng lượng xấu mà nhà bạn hấp thu trong ngày, hãy đặt một hoặc ba quả chanh cắt tư trên một cái đĩa và rắc thêm ít muối vào trong. Nhất định phải là số lẻ. Khi bạn đặt đĩa dưới giường trước khi đi ngủ hoặc đặt cạnh giường. Buổi sáng hôm sau thức dậy chớ vội đụng vào chanh mà hãy đặt chúng vào một cái túi ni lông và ném chúng ra khỏi nhà bạn. Bạn hãy làm điều này 3 ngày liên tục là bạn đã loại bỏ hết nguồn năng lượng xấu trong nhà. Mọi việc từ nay trở đi sẽ đều thuận lợi như ý nguyện. Bên cạnh đó, quả chanh và đĩa muối có thể giúp bạn khiến cho cuộc sống của mình hết cô độc. Hoặc vợ chồng đang xung đột cũng trở nên viên mãn mà không phải ai cũng biết. Nếu gia đình bạn đang gặp nhiều trắc trở, muốn tìm được ý chung nhân hoặc hóa giải các vấn đề về tình cảm thì hãy đặt một bát đựng 3 quả chanh cạnh giường. Khi nào chanh héo hoặc bị vàng thì đổi quả khác. Cứ làm như vậy trong một tuần, bạn sẽ thấy nhiều điều may mắn tới với mình. Ngoài ra, chanh có mùi thơm dễ chịu, muối hút khuẩn tốt cho sức khỏe của bạn. Khi bạn đặt chanh ở đầu giường còn giúp bạn nhận được rất nhiều lợi ích sức khỏe khác. Hương chanh giúp thanh lọc không khí nên đặc biệt tốt cho gan, phổi. Khi ở trong căn phòng có chanh, chúng ta được thải độc cơ thể thông qua quá trình hô hấp. Nhất là với những gia đình có người già trẻ nhỏ thì càng nên đặt chanh trong nhà, vì nó có tác dụng kháng khuẩn, phòng ngừa các bệnh hen suyễn, cảm cúm cho trẻ, vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, nếu quý vị muốn nạp thêm sinh khí cho không gian sống thì hãy sử dụng muối theo cách sau đây. Pha chút muối vào nước, dùng nước ấy lau sàn nhà và sau đó bạn có thể thắp hương. Với tác dụng của muối sẽ giúp nạp sinh khí mới cho môi trường trong nhà, làm không gian sạch sẽ để chào đón nguồn năng lượng tích cực đến với căn nhà hay văn phòng làm việc của bạn. Quý vị thân mến, trên đây chính là 5 vị trí đặt muối trong phong thủy giúp giải trừ sát khí, chiêu đón tài lộc, may mắn. Bên cạnh đó, nhắc đến muối trong phong thủy và tâm linh, ông bà ta còn có câu nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Tập tục này được tiếp nối và kế thừa bao năm nay trong dân gian ta, với mục đích cầu mong điều may mắn, suôn sẻ sẽ đến với gia đình. Nhưng vì sao lại như vậy? Nó có nguồn gốc từ đâu? Nếu quý vị cũng đang có cùng câu hỏi, thì hãy đón xem những lý giải ngay sau đây nhé. Thứ nhất, vì sao đầu năm mua muối? Việc mua muối đầu năm có tầm quan trọng không hề nhỏ trong đời sống của người xưa. Theo quan niệm trước đây, muối tượng trưng cho sự mặn mà, nồng nàn, tình cảm ấm áp trong các mối quan hệ gia đình, người thân. Đầu năm mua muối cũng là hành động để cầu mong cho gia đình cả năm yên ấm, thuận hòa, nồng nàn tình cảm giữa ông bà cha mẹ với các con cháu hoặc giữa các anh chị em với nhau. Không dừng lại ở ý nghĩa đó, muối cũng được xem là thứ có thể đem lại may mắn cho con người, tẩy bỏ đi những đen đuổi, xú uế của năm cũ, xua đuổi những điều không hay. Chính vì vậy, mua muối vào đầu năm cũng là để cho một năm mới trọn vẹn, may mắn, không bị ảnh hưởng bởi những sự đen đuổi của năm cũ.
Chính vì lẽ đó mà ngày xưa những người bán muối dạo luôn đong đầy những bát muối có ngọn, chứ không chỉ gạt bằng miệng bát, với hy vọng tình cảm có thể đầy đặn như vậy. Ngoài ra, màu trắng của muối cũng tượng trưng cho sự trong trắng tinh khiết. Có thể thấy chỉ là một thứ gia vị nhỏ thôi, nhưng nặng tính kinh tế và lại có nhiều ý nghĩa văn hóa rất lớn lao. Thứ hai, vì sao cuối năm mua vôi? Trước đây, vôi đóng vai trò quan trọng trong mỗi gia đình người Việt. Nó dùng để quét vôi lại ngôi nhà sau một năm dài nhiều gió bão. Nó cũng được sử dụng để ăn với miếng trầu hoặc trải đều ở bốn góc nhà nhằm xua đuổi những điều đen đủi không hay. Ngoài ra, người Việt xưa cũng rất quan tâm để ý đến việc sử dụng từ ngữ. Họ quan niệm rằng vôi trắng có thể tượng trưng cho sự bạc bẽo, lạnh nhạt trong các mối quan hệ. Như câu, bạc như vôi, cho nên khi năm cũ kết thúc, mua vôi để chuẩn bị trang trí lại nhà cửa sử dụng hàng ngày, thì đầu năm sau sẽ tránh được việc này, đồng nghĩa với quan niệm tránh được sự bạc bẽo trong gia đình. Ngoài ra, còn có những tầng ý nghĩa khác liên quan đến phong thủy. Trên thực tế, hầu hết các câu thành ngữ, tục ngữ của người xưa đều có rất nhiều tầng nghĩa, càng khó hiểu chúng ta càng thấy hơn sự sâu sắc của nó. Trong hoàn cảnh của câu đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, người xưa còn ngầm gửi gắm một tầng nghĩa khác, một lời nhắc nhở cho con cháu. Đầu năm nên sống tiết kiệm, dè sẻn thì cuối năm có thể xây nhà. Mua vôi thường tượng trưng cho việc xây dựng hoặc sửa nhà. Cho nên, cho đến tận ngày nay, việc mua muối đầu năm lấy lộc vẫn được lưu giữ và xem trọng. Thậm chí, ngay trong đêm giao thừa, cũng có rất nhiều người bán hàng rong hoặc cả cửa hàng nhỏ tranh thủ bán những túi muối để kiếm thêm chút lộc xuân. Như vậy, muối tuy nhỏ bé nhưng lại có công dụng to lớn trong phong thủy. Đặc biệt, nếu quý vị biết sử dụng nó theo cách đặt ở những vị trí thuận lợi mà phong thủy giàu sang đã chỉ ra, thì chẳng mấy tiền tài may mắn sẽ ghé thăm tấp nập. Hãy thử áp dụng và cho chúng tôi biết những thay đổi tích cực sau đó nhé. Phong thủy giàu sang còn có rất nhiều chương trình giải mã những bí ẩn của tử vi phong thủy khác. Mời quý vị click vào video bên trái hoặc bên phải để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.